Xin chào các bạn, trước mặt các bạn đây là một trong những mẫu SUV siêu phẩm của dòng Mazda. Thì tôi xin giới thiệu với các bạn mẫu Mazda CX-30, là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, hiện đang được phân phối và bán trực tiếp ở thị trường Việt Nam chúng ta. Mẫu xe này hiện tại là được Thaco nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về. Và chương trình trong tháng 6 này thì chúng tôi vẫn đang ưu đãi cho quý khách hàng là 50% tương đương phía trước bạ luôn. Thế nên là thời điểm này là tất cả các hãng xe khác là không còn được ưu đãi nữa rồi, thì riêng dòng Mazda và nói chung và nói riêng là cái dòng CX-30 này thì đang được ưu đãi 50% phía trước bạ đó. Thì nó là một chương trình khá là tốt. Thì là trong thời gian điểm này thì các bạn quý vị đầu tư thì nó rất là ok. Và ngoài cái chương trình ưu đãi 50% đấy ra thì bên hãng còn tặng thêm cho mình một loạt quà tặng và phụ kiện nữa để khách hàng có sự trải nghiệm tốt hơn. Đây, thì hãy cùng tôi ngó qua một chút về ngoại thất của xe nhé. Đây, hiện tại quý vị đang xem là bản Luxury. Bản này thì từ bản Luxury là bản trung cấp rồi, được là trang bị hệ thống đèn full LED này, la răng 18 inch rất là to bản luôn. Khoảng sáng gầm xe thì rất là cao. Đây là một trong những mẫu SUV mini của dòng Mazda rồi. Xe nhập khẩu thì mọi người đã biết chất xe nó như thế nào, rất là chắc chắn. Đó. Mặt ca lăng thế hệ mới thì đây là một trong những mẫu xe duy nhất của Mazda được trang bị thế hệ 7.0 nhé mọi người nhé. Đó là mặt ca lăng mới này và thế hệ mới nhất của dòng Mazda. Ở phiên bản này thì được trang bị hết đầy đủ là màn hình HUD luôn rồi. Đây mọi người có thể nhìn rõ này. Đó. Đấy. Nội thất thì được trang bị đầy đủ luôn. Đấy, mình ngó nghiêng qua một vòng về ngoại thất nhá. Xong rồi mình sẽ mời các bạn đi qua xem nội thất một chút. Đây. Đó. Đó, rất là đẹp luôn. Thiết kế theo kiểu xe mui bay luôn. Nó tạo cái độ chìm xuống của xe trong cảm giác nó rất là thể thao khi đạo học. Bô thì được trang bị là bô kép nhé mọi người nhé. Dòng xe này là bô đôi thực sự luôn. Và sẽ được trang bị cốp điện. Bản Luxury, bản trung cấp nó cho cốp điện. Và đèn hệ thống là full LED toàn bộ luôn. Thì tôi sẽ cùng ngó với các bạn qua một chút về nội thất này. Đó. Nội thất theo kiểu da nâu đen, giống kiểu da Napa đấy các bạn ạ. Rất là cao cấp, sang trọng. Thiết kế màn hình theo đúng kiểu BMW luôn. Và màn hình này bên trong được trang bị là digital luôn nhé mọi người nhé. Thì quý vị nào đang trong thời gian cân đối thời điểm này thì liên hệ ngay với cả mình ở số hotline bên dưới nhé, để cùng nhận được cái ưu đãi 50% phí trước bạ thời điểm này của dòng CX-30 nhé mọi người nhé. Thời điểm quá tốt so với các hãng khác. Cảm ơn quý vị đã xem qua video này. Dạ vâng.